Chào, chào chú Cầm. Ok, chào con. Sao tối thui vậy? Alo, chú nghe không? Alo, chú nghe rõ rồi. Con Hoàng Anh nè, chú Cầm. Ồ, Hoàng Anh, lâu quá rồi con, cũng gần 2 năm rồi Dạ, ha. chú khỏe không? Chú khỏe không? Chú khỏe, bên này chú khỏe, tao trốn chích mẹ luôn, trốn dịch rồi, tao chích ngừa rồi, 2 mũi rồi. Tính là chờ về mua vé về Việt Nam, cái đùng cái giờ Việt Nam nó tan hoang trên trời, Ôi, giờ tao rầu quá. giờ Việt Nam cũng hả cũng đang hả cũng gồng chống dịch Đúng thôi, ở rồi, đâu bởi cũng vậy chú ơi. tao coi tin tức hàng ngày tao biết mà, bởi tao nói đường về quê hương mình nó càng dài dài ngoằng ra. Hồi xưa dài con khúc, bây giờ nó dài thêm khúc nữa, mà không biết chừng nào mới về được đây. Thành ra cũng nhớ lắm mẹ ơi, tao nhớ Việt Nam lắm, cho nên vì đó cũng cần. Sao con khỏe không? Thì con cũng 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 khỏe chú. Giờ ở nói chung tỉnh nào giờ cũng cũng ra cái biện pháp cách ly rồi phòng ngừa. Nói chung là ở Việt Nam bây giờ là dân mình cũng chậm chỉ lắm, luật pháp thì tuân thủ, đi đứng thì cũng cũng có cái giới hạn chú. Nói chung là ổn, nói thì nói ở ngoài nhìn vô thì thấy nghiêm nhưng mà thực ra thấy cũng 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 người dân cũng thoáng lắm chứ chứ không có tới nỗi đâu. Nhưng mà có Nhưng cái mà là như chú ở xa về thì nó hơi bị khó. À, về đúng nó rồi, đúng còn rồi, cách đúng rồi. ly này cách ly kia thì thôi à. Nhưng Cũng mà ở đâu đợi hết thời gian đi chú. rồi. Cái xã hội Việt Nam mình bây giờ thì thấy cũng làm găng lắm, có nghĩa là nói một cách chống dịch thì cũng là rất là ok. Để ta có một cái bài của một cái bà bầu show bên Mỹ về, thì bà nhận xét là Việt Nam mình chống dịch quá ok, rất là kỹ. Bắt đầu tới xuống sân bay bà đó tên là Lisa Phạm, Lisa Phạm gì đó, chắc không phải Lisa Phạm chống động, là bà này bầu show, bà này chuyên môn tổ chức mấy cái đại nghệ. Thì bà mới kể là bắt đầu từ xuống sân bay rồi xịt thuốc khử trùng rồi đưa về khách sạn sao sao, bà làm kỹ. Bà nói là có nghĩa là Việt Nam mình sắp chặt về việc coi như rất là kín vấn đề là về phòng dịch dữ lắm. Nhưng mà ở đâu đó ở trong đất nước mình thì cũng có một vài thành phần rất là buồn cười, ta coi đủ các bà kia bên tôi nói là không có gì hết, mà tại sao mấy ông Đúng không có gì luôn, lâu rồi. quá Con nó á, có con bị là gì. con nói chú hả, những cái thành phần đó thì tại mấy ông mà ông địa phương á, mấy ông công an với mấy ông mà dân quân ổng hiền á, như con là chỉ có hả khóa Đúng, mỏ đưa khóa về khóa xong mỏ rồi đưa tính về sao. đó, tao tao còn vài cực đoan của mày nữa, đủ mà tao đấm tao Dạ vỡ mồm nữa, chứ đủ má cái chứ gì chứ kỳ. chú có coi cái đợt phỏng vấn mà ông Vũ Đức Đam mà ông nói trước trước mà cái họp mà chống dịch đó, ông nói không có vùng cấm, ai mà muốn hỏi tại sao thì về đây tôi trả lời. Tức Đúng là rồi, cái đó những cái đó triệt để chứ không phải là đứng mà trả treo rồi đúng phạt rồi, 2-3 đồng. Cái đó là cái ok, mà xã hội người ta nhìn vào mà còn quay phim còn đưa lên nữa thì bởi những vậy cái đó trời là ơi mất chưa đâu thời mày gian. ơi, nó có nhiều cái mà thiệt mà tao tức chết luôn. Người ta đã phòng dục, người ta phong tỏa cái khu đó để người ta đi kiểm dịch các cái, để loại có bà kia xách cái xe ra không không khẩu trang. Tôi muốn đi mua đồ ăn, mấy gì tao muốn đi ra ngoài, mày biết tao ai không, mày biết tao là ai không, mày biết tao là ai không, đủ má trời ơi, đủ má tao cơm nó thiệt mày, đủ má tao tức, đủ má khổ. Cái trong khi đó tất cả mọi người đều để Đúng mà rồi. phòng cái đó, đủ má tự nhiên có một con khùng nó ra nói đủ má trời, tao nói thiệt mày, dân Việt Nam mà tao nói rồi khó trị khó dạy, cứ đầu nói Đúng. chung là tứ đủ Không, loại không tương tự. không phải tại cái lực của mình lực mềm với lại có nhiều cái thiên vị, bởi vậy mà mấy mấy chị mấy anh cứ nghĩ là bố đời thì qua khỏi nhưng mà rồi cũng cũng sẽ siết từ từ chú ơi. Nói chung là cái phòng dịch như nha, con nhà chợ nè, bây giờ là bước vô chợ là không có khẩu trang thì đổi về, cái đó là nhẹ nha. Còn gặp mà mấy anh mà bên 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 trật tự mấy anh gặp là coi như là lấy xé phiếu thôi đó. Cái đó là có cái mỏng cái mềm mà cũng có cái nặng. Nhưng mà không phải Việt Nam mình, tao nói từ xưa rồi, tại Việt Nam mình nó mềm quá chứ không phải là bảo Mềm mềm, dạ đúng quá mềm. Cho nên vì đó mà tao mày cảm thấy đi, tao nói thiệt mày, ở đây và ở nước ngoài đụng má nó nói chung là pháp trị mày hiểu không, dạ chứ nó không có kiểu mà giống như mình mà xìu xìu ở nển đâu. Việt Nam mình vẫn còn nhân văn quá, mà càng nhân văn thì nó càng lầm lừng, cái độ nó ác chỗ đó, nó khổ dạ vậy đó. Đúng rồi, yeah. ok con. Thì qua qua cái con nói chú Cầm vậy, cứ mỗi lần mà qua cái dịch á
thì mấy ảnh thả ra một tí, thả ra một tí thì cái người dân mình bắt đầu cứ ỷ y đó. Như như đợt mà trước 30/4 cũng phòng chống ghê lắm, xong qua cái cự đó, qua đợt hai cái thả ra cái mấy anh mấy chị tụ tập chơi bời bữa 30/4, 1/5 thì bắt đầu Rồi, nó mới khỏi bể ra bây giờ như bây giờ ấy chứ. Nhưng mà vậy. con nghĩ qua đợt này thì cũng sẽ có nhiều cách mà để mà khắc phục phòng chống cái này. Ở thành phố thì giờ cũng cũng nặng à, thành phố ngày cũng mấy chục ca. Nói chung Trời. là À, tại tao có người do thân á. do cái hội 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 thánh á, nó cũng Đó. một phần đó chú Cái đó, thì mình đó cũng cũng là cũng cái tao thì cái mày khổ cái việc nhà nước Việt Nam mình nó cũng bởi tao mới nói mà mềm quá. Thời hết đi hết chuyện là đủ má trong cái lúc dịch bệnh giờ mày đi truyền đạo đủ cái này nó truyền dịch tới cho truyền đạo cái gì trời đủ má mà hết dạ chuyện đúng rồi đúng Việt Nam mình là thuộc nhân văn quá sức rồi tự do tôn giáo dạ quá trớn nó thiệt mày có ở dạ nước ngoài này mà nói Việt Nam mình kêu gì mà không có tự do tôn giáo là cái chuyện nó trật lắc mà nó sai dạ tại le đủ trong cái đó sau thời gian dịch bệnh này mà đi truyền giáo trời ơi là trời mà thấy rõ đó cái gương à, rồi ở tụ Ấn Độ không? Mà thấy gương ở Ấn Độ không, Ấn Độ dạ là cái một cái gương Ấn xứ Độ rõ ràng đó, dạ rõ ràng trước mắt gì đó rồi mà rồi kể cả bên Mỹ cũng vậy nữa, bên Mỹ cũng vậy cũng bị dịch xuất phát là cũng từ do những cái chuyện mà đám đông, mà đám đông đây là đám đông trong nhà thờ mày hiểu chứ không phải là dạ ở ngoài bãi biển là kia không nói ở dạ đây mà sao để nó cấm luôn không được quyền vô nhà thờ nữa luôn nó mới nói dạ đó thì khổ ghê. chú thấy mình bên này lâu lâu anh chị em cũng đăng những cái tốt đó, rồi cái hội nhóm bắt đầu cái không đeo khẩu trang rồi tiếp xúc gần đó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà chắc có mong là người ta những cái người đó khi mà đăng thì người ta cũng ý thức đó. Thì con lên con chia sẻ chú, với lại con nói chú cầm vậy nè. Hồi nãy thì con được mấy anh chị em chia sẻ thì con mới biết chú like, chứ còn có con bữa nay con không có xem đó. Thì con lên con thấy chú nói về nghệ sĩ, cái giới nghệ sĩ của Việt Nam, thì con cũng nói chú cầm vậy đúng. Cái giới nghệ sĩ Việt Nam thì bây giờ những cái người nói chung là có A có B có C đi, có Đúng người rồi, rộng người mình nhỏ không có quơ đũa đó, cả dạ nắm, mình không quơ hết. đúng, dạ không thể mình quơ đũa cả nắm. Nhưng mà những cái người mà trong cái giới nghệ sĩ thì người ta cũng phải nên tiết chế đó. Đây là mình nói cái tiếng nói mà gọi là cá nhân, mà cũng là góp ý, tức là đừng nên quơ đũa, đừng nên mà quá suồng sã như Mày nghĩ lại đó. coi á. Cái thằng Đức Cống gì đó nó là rượu giảng Dạ viên của một trường đại học mà nó phát ngôn một cách đó đó bừa đó đó bãi đó đó con đang mày nói nghĩ sao con đang dự định nói với chú như vậy đó. Đó đó là những cái mà mình những cái người gọi là cao thâm trong cái nghề, mà gọi là như là cảm xúc đi. Tại ổng là giảng viên, là thầy giáo dạy về môn nghệ thuật mà đúng gọi rồi là diễn cảm, thì phải biết là kiềm chế cảm xúc trước mắt. Mà ổng đây ổng không kiềm chế, ổng xuồng ra những ổng nói, ổng viết những cái tốt hay là những cái câu nói như vậy, cái đó là không đồng ý mà cộng đồng mạng phản ứng, cái đó là phải rồi chứ không là có chính nói gì xác hết. thôi coi như là không có Dạ nói gì chính thêm xác. nữa vậy. Cũng như là thí dụ như chồng của cái con bé mà nghệ sĩ gì, ủa cũng nghệ sĩ hài đó, cái gì Đạt Đạt cái gì mà vừa rồi mà nói là chúc bà con ra đường xe đụng, đừng bị xe đụng đó. Mày Cái thấy rõ đó đó, ràng những không? cái thành phần Trời đó ơi. nói, Mày, con nói như bởi nè, vì tao mới nói những cái thành rồi. Thầy giáo mà giang hồ rộn cộn cán thì hỏi mày có học sinh làm gì mà không giang hồ. Bởi tao mới nói dạ cái câu là đủ toàn là mafia không à. thì thì con nói á, như những cái tai đó đi, nói chung là cái tuổi đời á, với cái tuổi nghề á, mình nó còn còn non, nhiều khi á, phát ngôn này kia có thể là xí xóa được. Nhưng mà những cái thầy giáo hoặc những cái người mà đứng tuổi mà sử dụng những cái câu đó đó thì nó đúng là không chấp nhận được. Còn Rõ đến con ràng cũng bức xúc, tao tức quá muốn trời quá đất binh binh cũng không được nữa thật. Thì cái gì con mà chỉ kỳ nói với cục chú gì đúng rồi thì ok thì thì con con hiểu nói chú tôi hiểu cầm á, rồi mình không cả nắm, kể cả 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 văn nghệ sĩ trẻ hay lớn tuổi gì cũng vậy. Mình đây mình nói vô như Hoài Linh sai cái điểm ABC đó, ông Đức gì đó, Đức Hải Hải Đức gì đó, ABC đó, thì con cũng nói vậy chú cầm ha. đúng rồi Chú đúng rồi con. cháu cái đó để mà mình có một cái nhìn khách quan hơn. Con thì con nói là nhìn khách quan đi,
cho nó tức là mình nhìn, mình đứng ở giữa mình nhìn cho nó rõ. Hả chú, đúng hả rồi, đúng cậu, rồi, ok. con chúc chú để anh em chị em khác lên chia sẻ đi, thì con Rồi chúc chú ok, rồi mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe với lại phòng chống dịch tốt nha chú. rồi ok, con cảm ơn Dạ con, tao còn chưa dạ được về chào năm mà chục dứt khoát, dạ dạ chào năm tao còn chưa chục anh về. chị em đang xem nha. Rồi Rồi chào, bye ok, bye chú rồi Cầm cảm nha. Dạ rồi cho cảm con ơn xuống nha con. chú.